Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Hóa, hiện tại đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay công ty cổ phần kiến trúc Kisato gồm hai người, đó là tôi và anh Thủy ạ. Xin chào các bạn. Và hôm nay hai anh em thuộc đội 1 có chuyến khảo sát thiết kế xuống khu vực xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa để khảo sát thiết kế cho một vị gia chủ ngôi nhà vườn mái Thái, gọi là nhà cấp 4 mái Thái tại đây. Thì chúng tôi vừa phục vụ xong một vị khách hàng tại Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định, gần khu vực biển đấy rồi ạ. Và chúng tôi đã tiếp tục xuống khu vực Thanh Hóa để phục vụ khách hàng tiếp theo. Nhưng thì bây giờ cũng sắp đến nhà gia chủ rồi, thì mời mọi người cùng chúng tôi theo dõi cái cung đường xuống nhà gia chủ và cái khuôn viên khu đất nhà gia chủ yêu cầu nhé. Thì hôm nay là chuyến đi thứ 42 của công ty cổ phần kiến trúc Kisato trong quá trình Kisato phủ sóng 63 tỉnh thành. Để các bạn xem thì có thể thấy công ty chúng tôi phục vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi, bất kỳ lúc nào. Đó, thì mời mọi người cùng chúng tôi theo dõi quá trình khảo sát của công ty chúng tôi ạ. Vâng, thưa các bạn, đây là quãng đường mà anh em chúng tôi đang di chuyển tới nhà một vị khách, một vị gia chủ ở xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Vâng, chúng tôi di chuyển từ Hà Nội về đến đây, quãng đường cũng tương đối là xa và bây giờ gần đến nơi rồi đấy ạ. Đây, các bạn cùng xem cái quãng đường đi vào nhà anh ấy cũng rất là rộng rãi, thời tiết rất là đẹp ạ. Thế hôm nay thì công ty chúng tôi cũng chia làm 3 đội khảo sát. Đội chúng tôi khảo sát thiết kế xuống khu vực Nghĩa Hưng, Nam Định. Và đó chúng tôi tiếp tục xuống Quảng Xương, Thanh Hóa để phục vụ khách hàng thứ hai trong ngày. Thì song song với đó thì có một đội Kisato đội 2 phục vụ khách hàng tại Phú Lương, Thái Nguyên. Tiếp đó là về đến Hải Phòng phục vụ hai khách hàng và phục vụ khách hàng ở Chương Mỹ. Còn cái đội thứ ba thì đang phục vụ khách hàng ở miền Nam, đang đi Tiền Giang và Phú Quốc. Thì nếu các bạn theo dõi thì có thể thấy công ty chúng tôi đều đi khảo sát ở đâu, xã nào, huyện nào thì đều cho các bạn một cái mô típ là từ giới thiệu đến khu vực cung đường xuống và khuôn viên khu đất nhà gia chủ từ bên dưới lẫn flycam. Thì các bạn nhìn vào đây thì có thể hiểu rõ cái quá trình khảo sát của công ty chúng tôi và chuẩn bị những cái yếu tố cần thiết để xây dựng nên một ngôi nhà. Các bạn càng theo dõi thì các bạn càng có những cái ý tưởng tốt cho ngôi nhà của mình. Đó, thì mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi cái khung cảnh của khu vực này và cái quá trình khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato tại khuôn viên mảnh đất nhà gia chủ tại xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa này nhé. Đây, phía sau này đúng không anh? Các anh thiết kế là nguyên cái cả cái khuôn viên vướng về vướng cái nhà thờ này này. Này và bây giờ bố trí nguyên cái khuôn viên được không? Khi mà ở trong đây cũng được nhưng mà không nhìn thôi là cái sân cầu lông này cũng của nhà mình rồi. Đúng rồi. Nghĩa là nhà mình có tường bao hết rồi kia đúng không? Thì con đoạn đây chứ. Cầm một cái, cầm cái máy bay vậy, cầm cái máy bay vậy. Đâu nhà mình dự kiến ở đâu anh nhỉ? Dự kiến đặt ở đâu? Đặt nhà dự kiến. Nghĩa là anh sẽ dự kiến xây trên cái mảnh đất này đúng không bác? Đây, dự kiến ở đây thì cái nhà này là nhà vẫn giữ lại đúng không anh? Đúng rồi, giữ lại này. Tính toán thiết kế như thế nào đó nhưng mà có nghĩa là cái hè là chỉ không lên, được vượt quá không, cái này. Không vượt quá cái đây. Rồi. Thế là nó chậm cái nó cũng được. Vâng. Thế còn cái vệ sinh này anh có muốn phá đi không? Không, tự nguyên đúng không? Thì mình chỉ xây từ đây hất lên thôi. Đấy, thì ở đây dự kiến sẽ. Thế cấp điện điện ở đâu anh? Điện đằng sau này vào đúng không? Điện thì sau em đi. Vâng, điện phía sau nhà đây. Thế còn thoát thì chắc thoát ra ao đằng kia anh? Thoát ra. Vâng, thoát ra bên đấy. Thế còn nước thì cấp vào đâu? Nước giếng thì anh khoan giếng mới hay là dùng giếng gì? Đấy, còn đây nhưng mà chắc là tới đây thì có nước máy. Và chắc là từ nay mấy năm mới chỉ đó chắc là kiếm máy. Rồi thì anh dự kiến xây trên cái khuôn viên khu đất như thế này. Quay thì hướng thì chắc quay ra ngoài này thôi, nhưng quay ra ngoài này thì ok, phía bên này có một cái ao phía đằng sau. Đây, cái nhà vệ sinh cũ này sẽ giữ lại. Cái nhà này giữ nguyên và làm nhà này không vượt qua được cái bờ rào này. Ok. Ở bên trong đây là thêm mảnh đất của nhà gia chủ đây.